Vào năm 2016 khi mà thủ lĩnh Trần Đập đã qua đời thì tưởng chừng như là chúng tôi không thể đứng vững nổi, là có thể sụp đổ, bởi vì anh Lập là tất cả bức tường, là thủ lĩnh, là linh hồn và là một người lái một con tàu bức tường đi trong suốt 20 năm. Thì cái điều mà khiến cho bức tường tiếp tục đó chính là tình yêu của âm nhạc của các thành viên. Đó chính là mong muốn là truyền tải tiếp tục cái thông điệp âm nhạc của bức tường tới với mọi người. Trong ngày hôm nay khi nói lại những điều đó, một kỷ niệm hoặc một vật gì đó mà gợi cho anh nhiều nhất về người bạn đồng hành của mình trong suốt bao nhiêu năm? Chúng tôi có rất nhiều những ngày tháng là đi với nhau, đứng lên ngồi xuống với nhau ở trong nước cũng như ở nước ngoài. Thì có một cái kỷ niệm mà khi mà vào năm 2012 khi mà chúng tôi sang bên Seoul để tham dự một cái festival Việt Hàn ấy, anh em bàn nhau là sẽ phải đi tìm mua một cây đàn mới để biểu diễn cho nó hay. Thì cuối cùng sau một hồi lăn lộn ở trong một cái siêu thị đàn thì tôi và Lập đã lựa chọn được một cái cây đàn rất là ưng ý. Và khi mua được nó rồi thì hai thằng cực kỳ vui đi. Hôm đấy, đúng hôm đấy là trời Seoul là tháng 12, là ngày đầu tiên mà trời có tuyết ấy. Thì là chúng tôi đi với nhau. Đi trong tuyết. Đi trong tuyết rơi. Thì đó là những cái cảnh mà không bao giờ có thể quên được. Khi anh vấp ngã, mắt em luôn dịu êm, rồi đốt cháy lên cho niềm kiêu hãnh tới. Em thích cái đoạn hai anh Lập nhỏ nước mắt cho anh quá. Đây là lần đầu tiên anh chơi cái đàn này. Đầu tiên chơi cái đàn này. Chính là cái đàn này. Vâng. Tập trước khi buổi biểu diễn vào sáng ngày hôm sau. Bởi vì cái buổi đấy nó chính là tháng 12 của năm 2012 mà. Thì sau đấy thì có bài hát tháng 12. Loanh quanh thời gian một năm đã qua, làm sao mùa đông chút lá rơi tháng 12. Hắn lên giờ em quàng lên đôi vai, nhưng không ngại cơn gió cuối cùng. Thời gian gần kề năm mới rồi, từ đó